Chẳng mấy chốc mà năm 2021 đã khép lại. Một năm qua tất cả chúng ta đều đã vất vả rồi. Nhưng đâu phải ai cũng đạt được cuộc sống như ý nguyện. Những năng lượng cũ cũng đã đến lúc cần được thanh tẩy. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sửa sang tâm hồn, gột rửa vận xui để đón năm Nhâm Dần 2022 thuận lợi, may mắn và nhiều niềm vui hơn. Vậy 12 con giáp sẽ cần làm gì để tẩy rửa đi xui xẻo, khó khăn quanh quẩn trong suốt năm qua? Sau đây là bí kíp giúp bạn xả đen một cách thần tốc nhất. Đối với người tuổi Tý, năm Tân Sửu đối xử với người tuổi Tý không quá gắt so với các tuổi còn lại trong 12 con giáp. Tuy nhiên cuộc sống mà, khó tránh khỏi những lúc bạn gặp phải chuyện không như ý. Năm cũ khép lại rồi, bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh, dùng tinh dầu xông nhà, khu vực làm việc hoặc bất cứ góc riêng tư nào để giúp bạn chiêu chiêu, giải tỏa áp lực cuộc sống. Ngoài ra bạn có thể thực hiện một chuyến đi ngắn một vài ngày để thay đổi không khí, giúp tinh thần hít thở dòng khí mới ở nơi khác, cũng giúp bạn loại bỏ được nhiều năng lượng đã cũ. Đối với người tuổi Sửu, cách nhanh nhất giúp bạn xua đuổi vận xui ra khỏi cuộc sống hiện tại chính là chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Giữ cho không gian sống sạch sẽ, thơm tho là cách mời gọi may mắn đến nhanh nhất. Với người tuổi Dần, người khác có thể xả xui bằng việc dọn dẹp nhà cửa, còn đối với người tuổi Dần, bạn có thể thay đổi phong thủy bản thân trước khi sang năm mới bằng cách dọn dẹp và sửa sang tâm hồn của mình cho đẹp và chỉn chu hơn. Bộn bề cuộc sống đã khiến bạn phải chịu nhiều áp lực. Hãy thả lỏng tinh thần và dọn bỏ những điều tiêu cực cùng với những người lạc tần sóng với bạn ra khỏi cuộc sống. Tuổi Mão, để tăng thêm vận may cho bản thân vào năm mới và xua đuổi những điều không tốt trong năm cũ, tuổi Mão có thể chọn cho mình những món trang sức và phụ kiện đá phong thủy để thu hút thêm năng lượng, bảo vệ của tự nhiên. Đối với người tuổi Thìn, dường như năng lượng cũ đang ứ đọng quá nhiều trong cuộc sống của người tuổi này. Bạn cần dọn dẹp, loại bỏ những món đồ cũ, hỏng, vỡ hay không dùng đến nữa để có thể đón nhận năng lượng mới hơn, tích cực hơn. Với người tuổi Tỵ, khu vực bàn làm việc chính là nơi mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Tỵ. Bất kể lý do gì khiến bạn bỏ bê không dọn dẹp, chăm sóc bàn làm việc cũng sẽ khiến cho vận may của bạn bị suy giảm, công việc ngưng động không hanh thông. Cho nên trước khi bước sang thềm năm mới, bạn cần nhanh chóng dọn dẹp khu vực bàn làm việc của mình, loại bỏ giấy rác, tài liệu không cần thiết, lau chùi sạch sẽ, bổ sung cây xanh để bàn giúp tăng thêm nguồn sinh khí. Với người tuổi Ngọ, hãy thay đổi phong thủy nhà ở, không gian sống của bạn để cải thiện nguồn năng lượng may mắn. Hãy tham khảo và thử sắp xếp lại nội thất trong nhà để thay đổi dòng chảy năng lượng. Tăng cường sinh khí và sức sống cho ngôi nhà bằng cách sơn lại tường, đặt thêm cây xanh hoặc đơn giản là loại bỏ những món đồ đã cũ. Đối với người tuổi Mùi, tuổi Mùi sẽ cần đến một nguồn sinh khí tươi mới và trong lành đến từ cây xanh. Bởi vậy đừng ngần ngại đặt thêm cây ở bàn làm việc và tại nhà. Bạn cũng có thể ra ngoài đi dạo hoặc du lịch ở những địa điểm có nhiều cây xanh để tăng thêm dưỡng khí cho tinh thần thoải mái. Với người tuổi Thân, căng thẳng, áp lực cùng với những cơn mộng mị có thể khiến cho người tuổi Thân cảm thấy uể oải và vận khí của bạn sẽ bị hao hụt bởi điều đó. Đốt nến, tinh dầu hoặc xông nhà bằng xô thơm, gỗ chắc xanh không chỉ giúp cho bạn thanh tẩy không gian mà còn giúp thư giãn đầu óc và loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Đối với người tuổi Dậu, tắm lá thơm sẽ giúp người tuổi Dậu loại bỏ được vận xui. Tinh dầu từ lá thơm như lá bưởi hay mùi già sẽ tước bỏ mọi năng lượng tiêu cực đang cuốn lấy bạn. Với người tuổi Tuất, đã đến lúc người tuổi Tuất cần dọn dẹp các mối quan hệ tiêu cực trong công việc lẫn cuộc sống. Dường như bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của người khác mà quên đi mục tiêu chính của bản thân mình. Không phải lần gặp gỡ nào cũng sẽ nên duyên đồng hành cùng bạn một quãng đường dài sau này. Thanh lọc những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp vận may trở về với bạn. Với người tuổi Hợi, để thu hút vận may, may mắn đến với mình và đẩy xa vận xui khỏi cuộc sống, người tuổi Hợi có thể bổ sung thêm một số món ăn may mắn. Theo niềm tin của nhân gian, ăn đậu đỏ và cá chép có thể tăng cường dinh dưỡng và thu hút vận may. Hãy thử xem sao nhé! Thưa quý vị, năm mới Nhâm Dần 2022 đã tới rồi. Gia đình nào cũng mong muốn sẽ có một năm làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Quý vị hãy làm ngay những điều này để cho tài vận hanh thông nhé! Thứ nhất, tăng tài lộc với đồng xu vàng. Đồng xu vàng được đúc theo hình tròn tượng trưng cho trời, ở giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài, đất trong là biểu tượng cho sự thịnh vượng. Cho nên việc buộc những đồng xu vàng vào sợi dây đỏ và treo lên cửa ra vào sẽ là một cách rất tốt để tăng tài lộc cho gia chủ, việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Thứ hai, trang trí cửa ra vào.
Theo phong thủy, khu vực cửa ra vào chính là nơi hút tài lộc, may mắn và cơ hội đến với gia chủ. Chính vì vậy, nếu cửa chính của nhà bạn khó tìm thì cơ hội và tài lộc cũng sẽ khó đến với bạn. Đặt một chậu cây cảnh ở trước cửa cùng tấm thảm cỏ sáng màu và mới. Nếu có thể, bạn hãy làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà mình. Hãy chắc chắn rằng chuông cửa nhà bạn đang hoạt động trong dịp đầu năm mới để đảm bảo thần tài sẽ gõ cửa đúng. Thứ ba, chúng ta cần lưu ý khi bài trí thần tài. Theo truyền thuyết xa xưa, thần tài là một vị thần cai quản tiền bạc trên thiên đình. Chính vì vậy, thần tài luôn được xem là biểu tượng đem lại tiền tài và may mắn. Việc thờ cúng bài trí thần tài trong nhà là điều rất quan trọng để cầu mong tài lộc và sung túc. Đặc biệt với gia đình kinh doanh thì việc thờ cúng bài trí thần tài lại càng được quan tâm và chú trọng để mang lại tài vận hanh thông, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Vậy nên khi bài trí thần tài trong nhà cần phải đặc biệt lưu ý rằng, đối với võ tài, thần thì cần quay mặt hướng ra cửa. Đối với văn tài, thần thì hướng mặt vào trong nhà. Mỗi nhà chỉ nên thờ một trong hai vị thần này bởi mỗi thần có một hướng thờ khác nhau. Thứ tư, không dùng các biểu tượng liên quan đến nước chảy. Theo quan niệm phong thủy, nước đại diện cho tài lộc, sự giàu có và trù phú. Nước chảy có nghĩa là tiền bạc thất thoát, ảnh hưởng đến tài chính của gia chủ. Vì thế bạn cần phải sửa chữa ngay nếu trong nhà có vòi nước bị hỏng, xuất hiện tình trạng rò rỉ nước để khơi thông đường cho tiền bạc vào nhà của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên đặt bất cứ bức tranh nào liên quan đến nước hay là gương trên đầu giường, bởi điều này được cho là ngăn chặn xua đuổi thần tài đến nhà của bạn. Thứ năm, tăng tài lộc với thuyền buồm phong thủy. Từ xa xưa, thuyền buồm là biểu tượng cho sự kiên trì, vượt qua mọi sóng gió khó khăn, từ đó thúc đẩy công việc kinh doanh phát đạt, thành công tốt đẹp. Không chỉ vậy, thuyền buồm phong thủy còn có khả năng giúp những người làm ăn kinh doanh ở xa nhà được bình an vô sự, thăng tiến nhanh trong công danh sự nghiệp. Vậy nên, việc trưng bày thuyền buồm trong nhà là cách rất tốt để tăng tài lộc cho gia chủ. Khi bày trí thuyền buồm, bạn nên đặt vật phẩm phong thủy này tại vị trí trung tâm, thoáng đãng để nguồn năng lượng tốt lành được kích hoạt, lan tỏa. Cụ thể là tại góc tiền tài, vị trí tính từ cửa chính bước vào, quay sang góc chéo 45 độ. Lưu ý, đặt mũi thuyền nên hướng vào bên trong căn phòng để thuyền chở tiền tài may mắn vào. Tránh đặt theo hướng ngược lại sẽ khiến cho tài lộc bị vụt mất. Thứ 6, đón vận may với cá chép phong thủy. Cá chép được xem là linh vật tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ. Trong truyền thuyết, khi cá chép hóa rồng sẽ đem lại mưa thuận gió hòa, thể hiện sự sung túc, ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy trong phong thủy, tượng cá chép thường được dùng để tăng vận may, tài lộc. Với nhân viên, tượng cá chép sẽ giúp thăng quan tiến chức nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán, linh vật này sẽ giúp mang lại các mối làm ăn tốt, thịnh vượng. Với học sinh, sinh viên thì vật phẩm cá chép sẽ đem lại may mắn cho thi cử, học hành. Ngoài việc bày trí linh vật này trong nhà, bạn cũng có thể sử dụng dưới dạng dây đeo cổ hoặc vòng tay để mang theo người. Và đó là tất cả những chia sẻ của Quỳnh Anh về những điều cần làm để tài vận hanh thông trong năm 2022. Hãy áp dụng ngay để mang đến tài lộc may mắn cho gia đình mình, bạn nhé!